nhìn phê quá. Thực ra là tối nhìn ngắm táo nó thích hơn ban ngày các bạn ạ. Ngày thì nó nắng, nó nóng rồi nó chiếu, còn buổi tối vào khi ánh đèn nó lên thì nó rọi vào, nó quả nó xanh đen luôn đấy, nhìn nó thích thật các bạn ạ. Nhìn nó phê thật đấy, đây đó. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Vậy thì táo thời điểm này của đội mình thì cũng có vườn không nhé, và cũng có vườn quả, và đa phần thì nói chung là đã bắt đầu vào để kích cây, gọi là chăm thúc để bón quả rồi nhé. Vậy thì hôm nay thì mình cũng sẽ bón mấy cây cây gọi là bón táo này thúc như nào, thì nay mình sẽ cắm điện nhé để bón đạm cá để thúc cây nhé. Cụ nào chúng ta sẽ cùng vào cái video ngày hôm nay nhé. Xin mời các bạn. Cắm vặn các hệ thống này. Đó. Các hệ thống để chia vòi các bạn. Đấy, cắm để cho ra vườn nhé. Mình ở cây cây này nhé, mình đang gọi là sẽ bón ở đây nhé, sẽ bón vào cái gốc này. Thì có đạm cá này, có can các bạn này, can và có thể có chai nhé. Đó, thì có chai đây. Bình thường không thì sẽ phải pha vào cái bể các bạn, pha vào cái bể kìa. Đấy, dùng máy cam xốp sẽ bơm nước và tưới trực tiếp luôn. Đấy, một cái can này thì sẽ được một cái bể đấy, bể nó chục khối luôn đấy các bạn, rất là nhiều nước, nên là rất là tiện luôn nhé. Còn nếu hôm nay thì mình chỉ bón gọi là vừa bón và phụt luôn tại đây nhé, tại đây luôn này. Đang gọi là mình vừa tiện thể mình cắm để giới thiệu cho các bạn biết là cái bóng điện vẫn còn sáng nhé, chưa rỡ chưa thu đâu, vẫn đang để hoa mấy quả đây đó. Thì để đó thì mình sẽ gọi là giới thiệu thôi, còn thời điểm này thì chưa cắm, còn nếu cắm thì nó sẽ đâu vào phải tối thì mới cắm nhé, nhưng mà mình cắm lên để các bạn biết là nó vẫn đang sáng kìa. Đó, vừa cắm lên để các bạn nhìn thấy nhé. Rồi bây giờ thì cái thao tác thì mình sẽ bón ở khu những cây này nhé. Cái bón thì mình sẽ gọi là đổ ở đâu thì sẽ bón, nó một cái chai này thì sẽ pha được khoảng tầm hai đây riêng cái một cái lít này các bạn này, một cái lít này pha được khoảng 200 lít nước. 200 lít nước thì các bạn gần như là sẽ tưới được đâu đó khoảng tầm 20 cây các bạn, thoải mái luôn. Vì là cái ở trong này thì nó đã có cô đặc này và có cả thêm cả các thành phần rất là tốt cho cây nữa rồi, và nó kích rễ rất là tốt luôn nhé. Các bạn nào muốn mua hoặc là sử dụng đạm cá thì cứ alo cho mình nhé, sẽ gửi đạm cá cho các bạn để những cái thời điểm này. Đấy, thì trong cái quãng thời gian qua thì mình cũng đã gửi rất là nhiều rồi, đạm cá để cho các bác tưới táo hoặc là tưới cây trồng ăn quả, hoặc là các bác tưới cây cảnh hoặc là tưới cây sơn sơn thượng vườn rau, nói chung là sản phẩm organic các bạn nhé, dành cho hoa quả cây ăn màu hoặc là rau màu rất là tuyệt vời luôn đấy. Thì thôi không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ gọi là tưới test luôn cho các bạn xem và tưới thật luôn nhé ở những cái cây táo này, để cho các bạn cùng chúng ta sẽ cùng để xem cái mức độ tốt của cây trong khoảng thời gian tới như thế nào nhé. Xin mời các bạn. Mình lẽ ra thì sẽ phải giống như mình chia sẻ, lẽ ra sẽ phải cho vào cái bồn kia, sau đó sẽ lấy máy cam xốp hút lên và sẽ tưới bằng cái vòi bóp, tức là hòa luôn vào cái bể to ấy các bạn. Nhưng mà đây mình sẽ tưới luôn đây các bạn, mình sẽ đổ luôn ra gốc này nhé. Đó. Mình sẽ chia một cái chai này chia khoảng tầm khoảng 20 cây các bạn nhé, 20 cây thì nó cũng rất là rẻ thôi. Đó. Mùi rất là đặc trưng luôn. Đó, đây nó ra toàn bộ gốc này các bạn nhìn này. Đó. Đó. Đậy lại. Thời tiết nó nắng thì đương nhiên là phải tưới táo gần như là duy trì cái độ ẩm cho nó các bạn ạ. Nắng này nó rất là bốc hơi nước rất là mạnh nhé. Mấy hôm nay nó nặng lại nắng to luôn. Và mình sẽ chắn lại cái vòng này để cho nước nó không thoát ra được nhé. Đó. Đó, ok rồi. Ngoài ra thì đây có phân gà các bạn nhé, đây có phân gà đây đó, có thể tưới vào phân gà để cho nó ăn ra nhé.
Nói chung là cái lớp hoa của mình này thấp, nó bén cái đợt vừa rồi, bén cái đúng nở đúng cái đợt mưa, thành ra quả cũng kém thật các bạn. Nhưng là trước khoảng tầm một tuần nó khác hơn so với nở sau này, nên là quả nó sẽ đuối hơn so với cái vườn của anh trai mình ở phía trên kìa. Mình sẽ tưới sang bé những bé này nhé, nó cũng rất là nhanh các bạn. Đấy, không hòa trực tiếp mà cái đây là gọi là dội trực tiếp và bơm cho nó hòa tan luôn ở gốc luôn các bạn. Đó. Cái mùi đạm cá nó rất là đặc trưng, nó giống như kiểu mùi tương ấy. Đấy, và dội lên cái là nó đặc, nó đậm luôn này. Đó. Chắn lại cho nước nó không chảy đi các bạn, chảy đi thì rất là phí chất. Và nhiều bác bảo tạo cái vùng này làm gì đó, tạo cái vùng để cho nước nó giữ khoáng chất rồi chất dinh dưỡng ở cây ở trong cái vùng này nhé. Mình đổ đây các bạn nhìn này, đó rất là đặc luôn. Rồi mình sẽ bóp nước ở đây luôn nhé. Nhưng cái thời tiết này nó nắng các bạn, nắng to lắm. Mưa hôm trước, mưa cái đây vài ba hôm, mấy hôm thôi, nhưng mà nắng lên cái là đất khô luôn nhé. Nên là các bạn duy trì cái độ ẩm cho cây nhé. Đấy, những cái vườn như của anh em mình này mà đầu tư cái ống tưới nước thì nó rất là tiện các bạn ạ. Các bạn chỉ cần pha ở trong bể là nó quạt nó ra là nó ra hết thôi. Đó, đây. Còn cái này thì đang thủ công các bạn ạ. Đang thủ công nhé. Vậy dùng thủ công thì nó sẽ lâu hơn, vất vả hơn. Nhưng cái làm vòi thì nó giải khắp vườn thì cũng rất là nhanh các bạn ạ. Đó. Đây là cây đại mật các bạn. Đại mật đây, cũng bắt đầu thấy vào quả rồi. Nhưng mà lá thì thời điểm này nó vẫn chưa hồi lại các bạn, vẫn đang vàng nhé. Đó. Chúng ta không cần nhiều các bạn, một cái lít này bón được khoảng đâu đó 20 cây, đâu đó mỗi cây cũng chỉ mấy nghìn đồng thôi, một lượt bón thôi, rất là rẻ. Tất nhiên là mình cũng sẽ kết hợp với các loại phân khác, bởi vì là táo đến thời điểm này thì mình vẫn phải cho ăn đều tay các bạn. Đều tay là 10 ngày đến 15 ngày hoặc là nửa tháng là mình phải bón lại một lần giữa phân hóa học mắc cao, đạm cao đấy, rồi kết hợp với cả phân chuồng rồi các loại khác nữa. Nhưng mà cái thằng đạm cá này vào thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, nước nó đục luôn này. Chuyển một sẫm cây nhé, và đâu đó nó sẽ chuyển cây rất là nhanh. Đấy, nó ăn sẽ gần như trực tiếp luôn các bạn ạ. Nó không phải qua phân hóa nữa, thành ra là nó sẽ ăn rất là nhanh và rất là kích thích dễ, bộ rễ khỏe. Và đặc biệt là ví dụ như các bạn mà khi mà thời điểm mà quả nó ngọt ấy các bạn, tạo độ đường ấy, thì quả nó rất là thơm. Một cái chất lượng cực kỳ ok nhé. Từ lúc mà quả còn kích cây để quả nó lớn, đã lớn quả rồi. Nhưng khi vào quả vào đường ấy thì cực kỳ ngọt cây và ngọt quả nhé. Các bác nào mà làm theo organic rồi, các bác những năm trước các bác đều biết đấy. Xong chất lượng quả ăn nó thơm ngọt lắm, đậm đà, nói chung là cực kỳ thích, tạo đường tạo độ ngọt nữa. Cái bình thường thì sẽ pha vào cái bể này các bạn này, pha vào cái bể này nhé. Bể này cũng được chục khối đấy. Sẽ dùng cái máy cam sốt và có cái đầu lọc, có gọi là có cái lưới lọc đấy. Thế là bơm là tưới toàn bộ cây thôi, vì pha một cái là tưới luôn nhé. Nó rất là tiện để các bạn có thể là pha đạm cá hoặc là các loại phân hoặc hữu cơ hoặc phân thông thường để các bạn pha vào, xong các bạn bơm tưới cả vườn. Đó, rất là tiện lợi, hoặc là có thể bơm bằng tưới nhỏ giọt cũng được. Đấy, hoặc là hai là các bạn tưới trực tiếp như mình vừa chia sẻ đấy, có rất là nhiều cách như thế nhé. Đó. Thế chúng ta sẽ cùng dạo dạo một chút xem. À đây các bạn ơi, đây là cái cây táo giống này, hôm trước mình đã cắt thì giờ đang lên rồi các bạn nhé. Đó, đây lá đại mật đây, nó đã lên rồi đây. Nói chung là đến cái thời điểm này thì cái cây táo này lên sẽ rất là khỏe các bạn ạ. Từ giờ đến cuối năm là nó sẽ rất là bự nhé. Đây, những cành của nó lên đây, lá thực sinh của nó đây. Đây cũng thế này. Đó. Bên này cũng thế này, lên rất là đều. Phải nói là năm nay là một cái năm mà tỷ lệ ghép cây này nó sống rất là cao nhé. Ghép đúng cái thời điểm nó nắng nóng nhiều thì ra tỷ lệ sống nó rất là ok. Hay là kỹ thuật ghép của anh em mình nó cũng đảm bảo nữa. Bây giờ thì chỉ còn có cái là anh em mình sẽ phải đi chảy những cái này này các bạn này. Đấy, chảy những cái cây mầm dài đi này. Đó.
Đấy, chảy hết những cái mầm dại để cây nó tập trung nuôi lực vào cái mắt chính của mình này. Đấy, bây giờ nó chưa lên nhé, còn đây là lên là mình phải phải lặt hết đi này các bạn này. Đấy, đây là những cái mầm dại, nhánh dại này, hoặc là đây bên những cái cây nào có nhánh dại là phải bỏ hết này. Đây, ví dụ như cây này này, đây mắt thuần của nó là mắt đại mật đây, các bạn nhìn này, cái mắt của nó đây, mình ghép đây, còn mắt dại của nó là mình bỏ đi này. Thì cái này thì bao giờ chờ nó lên hẳn lên hết lên nhé, thì đội mình sẽ đi gọi là vặt một lượt là ok thôi. Đây bỏ này, bỏ này đó. Còn anh em cứ chờ đợi. Nếu về cây giống thì tháng 10 âm lịch sẽ có nhé các bác. Các anh chị em cũng nói nhắn nhiều quá nên là cũng mình cũng phải nhắn lại là cây vụ này thôi, không gửi nữa. Tóm lại là thời điểm này thôi dừng cây, không gửi cây táo giống nữa nhé. Chờ tháng 10 âm lịch trở ra, đến tháng 2 năm sau là ok thôi. Còn thời điểm này thì như hôm nay thì mình gọi là vừa giới thiệu cho các anh chị em về cái đạm cá để cho kích cây ấy. Kích cây rồi thúc quả, chăm quả nhé. Đó, đây cái lượng quả như thế này này là sẽ phải thúc lên các bạn này. Đó, đây, thúc quả lên hết này. Chứ không là cái dinh dưỡng bây giờ nó là quan trọng nhất mà. Dinh dưỡng này, dinh dưỡng ở gốc này. Rồi thứ hai nữa là thuốc sâu, thuốc bệnh này để giữ cho quả đẹp, mã lớn, kích thích trái to, kiểu như vậy. Nói chung là tổng hợp hết luôn đấy. Thì đây bây giờ là cái thời điểm mà tổng hợp luôn nhé. Của các anh chị em thì ở các nơi khác như các anh chị em ở Tuyên Quang, rồi anh Cường ở Điện Biên, rồi thì chị ở Hữu Lũng, một số anh chị em cũng bảo là thế bây giờ thì còn thắp điện được không, thì mình vẫn cứ chia sẻ là còn hơn không nhé. Nhưng thực ra là cũng thời điểm này nó hơi muộn muộn một chút rồi. Táo Đài Loan thì nếu thắp sớm là cũng có hoa có quả rồi đấy. Đó. Ê, sang phía bên này một số mà nó ra sớm ấy thì nó quả nó cũng đã xanh các bạn ạ. Nó cũng xanh nhưng mà quả nó cũng đã mẩy mẩy rồi đấy. Đó. Đấy, và dưới này là của vườn của anh bạn mình thì cũng đã làm mưa nhân tạo rồi đấy. Đó là tưới bưởi nhé, tưới cam bưởi đây. Đó, đang quay nước này. Đấy, cam đường canh này. Trời mưa anh Toán ơi. Trời mưa rồi. Về cất đồ đi, mưa hết ở vườn này rồi. Đó, toàn bộ là tưới nhân tạo hết đây. Hệ thống bếp tưới hết. Đấy, cây rất là xanh. Cái rau dại lên quá khủng khiếp như mẹ nhỉ. Đó thì nhiều anh chị em cũng bảo là thế thời điểm này thì có phun được thuốc cỏ vườn táo không. Đó, như các chị qua có chị ở Hữu Lũng, một vài chị em nữa thì mình cũng phải chia sẻ là cũng có thể phun được nhé, nhưng anh chị em phun bằng sinh học thôi, còn không thì kệ nó, hoặc là phát nhé, phát hoặc là làm bằng tay như bu mình đây. Đó thì nói chung là quan trọng là cái nguồn gốc thuốc nó phải đảm bảo an toàn về sinh học ấy. Không là nó cũng sẽ hỏng hoa đấy, vì năm ngoái năm kia rất nhiều bác đã phun dính và đã hỏng rất là nhiều. Bây giờ hỏng một phát bây giờ là coi như hết vụ luôn các bạn nhé, hỏng luôn, hỏng vụ luôn nhé, không tính gì nữa cả. Sau khoảng tầm một thời gian nữa bón thì nó sẽ hồi cây và nó sẽ vàng, hết vàng nó chuyển sang xanh nhé. Đó, tức là nó sẽ hồi rất là nhanh luôn. Còn thì chăm sóc phun phóng thì mình vẫn chia sẻ rồi. Có quả thì sẽ chăm sóc khác nhé. Có thời điểm có hoa cũng chăm sóc theo kiểu của có hoa nhé. Đó. Còn thời điểm có quả là phải điểm thúc quả, chăm bón thúc rất là mạnh luôn đấy các bạn. Cái này có lẽ phải tưới đêm rồi các bạn. Tưới đêm thì cũng rất là đơn giản thôi, nó là bật điện lên là nó sáng trưng là có thể tưới được ok nhé. Thế nhưng mà đội mình thì thoải mái, nói chung là chăm bón nó dần cũng rất là dễ dàng, điện nước đầy đủ. Quan trọng là thích bón hay không, thích làm hay không thôi. Đó. Đó. Đấy, những cành như thế nó đã đạt quả lắm rồi các bạn ạ. Đó, đạt quả rồi. Và nó cũng đã cơ bản là ok rồi. Đó.
Đại mật thì cũng chuẩn bị đậu quả các bạn nhé. Đại mật thì cũng chuẩn bị đậu quả. Và tất nhiên cái vườn này thì của mình thì nó cũng không sai như là của các anh chị em sai dùng sai dình như của anh những video ngày hôm qua hôm kia của nhà anh Luận Chú Yên, nhưng gọi là nó cũng 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 bắt đầu có quả nhé, còn nó không không sai mức độ phải cắt tỉa đó các bạn ạ. Này là bình thường nhé, nó còn lại chờ lớp hoa cuối nữa xem thế nào, bởi vì vừa rồi nó bén cái lớp hoa nó bén mưa ấy các bạn, kém thật sự là do thời tiết thật, nên là cũng hơi thất vọng các bạn. Đây còn cây này là cây mới trồng đấy các bạn, táo xuân mới trồng này, hoa cũng gọi chi chít luôn rồi. Cây này năm ngoái là khoanh nặng quá nên là đai nên trồng lại. Còn bây giờ thì mời các bạn sẽ thăm cam của ông bạn mình xem thế nào nhé. Đây đang mưa nhân tạo rất là mát vườn luôn. Ở đây thì có cả có cam quỳ hợp kìa các bạn kìa. Đấy, kìa cam quýt quỳ hợp kìa, nhưng quýt quỳ hợp mấy năm vừa rồi rất là rẻ, có vài nghìn một cân thôi. Các bác ở trong quỳ hợp như anh Thắng và một số anh chị em khác năm ngoái năm kia cũng mình cũng gửi cây táo cho các anh chị trồng rất là nhiều. Nói chung là táo thì dễ trồng và dễ chăm sóc cũng như dễ thu hoạch và giá nó ổn hơn là quýt quỳ hợp rất là nhiều. Quýt vừa rồi mấy năm vừa rồi có vài 3.000 một cân còn không có người mua. Nói chung là quan trọng đầu ra các bạn ạ, đầu ra được là ok, hai là phải chất lượng nữa, chất lượng quả nó ngon thì đương nhiên là giá nó sẽ có thôi. Những vườn dưới này thì cũng chưa thấy có quả các bạn ạ. Tới tối rồi, nói chung là mời các bạn đi gọi thăm vườn một chút nhé. Ở phía dưới kia thì vườn táo giống của mình ở dưới kia thì cũng đang lên rất là mạnh luôn nhé. Cái gốc mình vừa tưới đi các bạn, đó rất là ẩm nhé, và cái mùi đặc trưng của cá đạm cá nó không thể mất được nhé, đó. Rất là thơm, thơm như mùi tường bần đấy, dính vào tay thơm phết đấy, đó. Kiểm tra một số cái cành đại mật này xem nó đậu quả chưa nhé, nó mới nở hoa các bạn, chưa đậu đâu. Cơ bản vừa rồi thì cũng bén cái đợt mưa đấy, thành ra là nó cũng kém, và hay là cái lớp đầu này đa phần là hoa đực ấy. Đợt vừa rồi cắt cành còn nhiều cành quá, vẫn còn rậm lắm các bạn ạ. Giờ thì ghép đã xong rồi, thành ra là đây một số cành mình còn bỏ hết đi này, bỏ hết vào phía dưới này, đó, lá của nó đây, và hoa nó đang ra rất là nhiều nhé. Hơi tối một chút các bạn nhỉ, hơi tối một chút này. Ở cái hoa của nó cũng hoa chùm rồi nhưng mà chưa thấy hoa cái, toàn hoa đực thôi. Một số táo thì nói chung là nở là giờ thời điểm này là hết hoa luôn các bạn ạ, tắt hoa luôn rồi này. Ngọn còn lên được tí nào thì lên, thì đương nhiên là những cái cây như này là phải thốc thật mạnh rồi, phải gọi là cho ăn kinh liệt rồi chứ không là không xòe rồi. Và hai là một số là phải tỉa rồi đây, đó như bé này là chắc chắn là phải tỉa rồi này. Đây. Các bạn nhìn này, mình đã bắt 2, 4, 6, 8, 10 hơn mười mấy quả một cái cành nhỏ như này này, đó bắt đi, bắt bớt đi, để kể cả to nhỏ không tiếc. Hôm nay chắc chỉ để 4 quả thôi các bạn ạ. Để 4 quả là ok rồi. Đây, 4 hoặc 5 quả nhé. Còn vặt đi gần như cả nắm tay luôn này. Đó. Quả nó xanh két lại luôn đấy. Thế nhưng mà vẫn phải vặt đi. Một số vàng thì nó đã phân loại luôn rồi đấy các bạn ạ. Những quả nó vàng nó hỏng này, là nó dụng sinh lý nhé. Đây là cái bé mới trồng này, cái bé mới trồng của giờ hoa rất là nhiều, giờ cũng đã đậu thành quả ở đây. Đó, gốc của nó thì mới bằng ngón tay cái, đây, gốc bằng ngón tay cái thôi, mà quả cũng đã đậu xanh hết luôn rồi đây. Đó,
Còn phía trên thì không đậu đâu, đang ra hoa lớp mới này. Tổng hợp đến thời điểm này là chia sẻ các bạn là chăm bón mạnh tay nhé, chăm bón mạnh tay, thuốc thang đầy đủ nhé, rồi thì phân do đạm cá kích rễ thì mình phải tương vào để cho nó có dinh dưỡng để nó nuôi cây, chứ không là nó không đủ đủ sức các bạn ạ, đủ sức để đậu quả nuôi cây đâu. Thì các bạn anh chị em lưu ý là như vậy nhé. Này còn của các bác anh chị em ở khu đấy thì của các anh chị em đã đậu quả nhiều chưa, hoa lá thế nào rồi, thời tiết nắng đẹp như thế này, nóng nắng như này này thì nó sẽ đậu quả rất là ok đấy các bạn. Đó, đậu quả sẽ rất là mạnh luôn đấy. Tất nhiên là một vài nơi, nhiều nơi thì táo sẽ ra quả nó tương đối muộn, vì các anh chị ví dụ thời tiết khí hậu nó lạnh lạnh hơn một chút hoặc vùng cao cao hơn một tí nhá, thì đương nhiên là táo sẽ đậu hoa và phát triển nó sẽ chậm hơn một tí. Đấy, và tầm tháng 9, tháng 10 vẫn bắt đầu mới có, gọi là lúc đấy bắt đầu mới đậu cơ. Nhưng ngoài dưới mình này thì một số nếu làm sớm thì quả tương đối là đủ rồi, thừa rồi và vặt gọi là bớt rồi. Thì tất nhiên thì làm sớm thì bán sớm, làm muộn thì bán muộn thôi, thu muộn thôi, đó là quy luật. Còn ở cái thời điểm nào thì chăm sóc theo đúng cái thời điểm kiểu thế như nó phù hợp các bạn nhé. Ví dụ thời điểm đang hoa thì chăm bón thế nào, phun phóng thế nào, thời điểm quả như thế nào thì mình đã hướng dẫn cũng khá là chi tiết ở trên các video rồi. Đó là cái cách làm của anh em mình ở đây. Còn của các bác anh chị em làm như thế nào thì nói chung mỗi người mỗi cách, chăm hoa đua nở thôi. Các anh chị em có thể giao lưu và chia sẻ trên kênh nhé. Còn các bác cũng có thể tham khảo để vận dụng. Mình cũng xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn anh chị em ở trong các video clip tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn anh chị em ở trong các video mới. Các anh chị em có nhu cầu về phân gọi đạm cá này, kích rễ này, rồi thuốc thang bệnh tật này thì mình vẫn gửi đi hàng ngày cho anh em. Còn ngày mai thì mình gửi cho các anh chị em ở Điện Cường, Điện Biên này, các anh chị em ở Thanh Hóa, anh chị em Tuyên Quang, các anh chị em Lạng Sơn nhé. Và các anh chị em ở trong Trà Vinh và Khánh Hòa nữa. Xin cảm ơn và xin chúc các anh chị em, bà con anh chị em chúng ta thành công nhé, được mùa được giá bội thu. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại. Nhìn phê quá. Thực ra là tối nhìn ngắm táo nó thích hơn ban ngày các bạn ạ. Ngày thì nó nắng, nó nóng rồi nó chiếu, còn buổi tối khi ánh đèn nó lên thì nó dọi vào nó quả nó xanh đen luôn đấy, nhìn nó thích thật các bạn, nhìn nó phê thật đấy. Đây đó.